Chào các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt hệ thống email marketing và tạo chiến dịch email gửi thư tự động. Đầu tiên, để cài đặt hệ thống email marketing, chúng ta cần vào mục Marketing. Sau đó chọn cài đặt. Tại đây sẽ có phần cài đặt. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cổng HTTP cho Gmail. Chúng ta sẽ gửi thông qua Gmail của mình. Để cài đặt đầu tiên, mọi người cần điền tên người gửi. Điền email của người gửi và email trả lời. Sau đó, cấu hình cổng HTTP cho Gmail. Để cấu hình HTTP cho Gmail thì chúng ta cần có HTTP của host. Mọi người điền cho mình là http.gmail.com vào đây. Sau đó là HTTP port. Nó là cổng 465. Tiếp theo là HTTP source. Chúng ta sẽ chọn đó là SSN. Và ở đây là chọn login. Sau đó, ở dưới này HTTP username và password, mọi người điền email và mật khẩu của mình vào. Rồi, mọi người lưu lại. Để email này có thể hoạt động, chúng ta cần phải bật bảo mật cho Gmail lên. Mọi người vào trong Gmail, chọn cài đặt. Mọi người click vào chuyển tiếp pop và IMAP. Ở đây chúng ta sẽ bật chức năng tải pop cho các thư và bật IMAP lên. Sau đó lưu lại. Rồi, giờ quay trở về hệ thống email. Sau khi cấu hình như vậy xong, tức là cổng HTTP Gmail đã được kích hoạt trong hệ thống email. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một chiến dịch gửi thư email. Mọi người Đầu tiên mọi người sẽ cần phải có một cái danh sách để chứa các email của mình. Mọi người vào danh sách. Thêm mới. Chúng ta sẽ chọn cho nick danh sách này của mình. Đặt tên cho nó. Phần mô tả. Chính là viết một vài dòng để mô tả cho cái tên danh sách này để mọi người nhớ. Rồi sau đó lưu lại. Hiện tại danh sách này chưa có ai cả. Mọi người có thể bấm vào chỗ Subscriber. Ở đây chúng ta có thể import trực tiếp danh sách email mà mình đã có sẵn. Tại đây chúng ta có thể up file. Đó là file về Excel nhưng mà giới định dạng đó là CSV. Hoặc là chúng ta có thể paste thẳng địa chỉ email của mình vào đây. Sau khi điền xong Gmail, mọi người click ra ngoài và hệ thống sẽ tự nhận. Rồi chúng ta sẽ chọn đây là cột email và chúng ta cho chọn vào danh sách nào một danh sách mà chúng ta đã tạo. Đó là danh sách test đây, mình đã có một cái danh sách email test. Sau đó mọi người bấm import để cho nhận được các email mà mình vừa nhập vào. Vậy là đã xong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại tạo chiến dịch email đầu tiên. Mọi người click vào chiến dịch. Thêm một chiến dịch mới. Ở phần trên này nó là tên tên của tiêu đề của chiến dịch. Ví dụ như chiến dịch này chúng ta đặt tên nó là chiến dịch bán hàng chẳng hạn. Đây là tiêu đề của email. Tiếp đó pre-header. Pre-header thì mọi người có thể điền cũng được. Bởi vì đây chỉ là một tiêu đề phụ, nó sẽ hiển thị ở bên cạnh tiêu đề chính của một đoạn ngắn ngắn ở dưới. Tiếp đến đó là tên người gửi và email gửi, người gửi email trả lời. Thì ở đây hệ thống sẽ tự động nhận
theo cái email người gửi và email trả lời của do mình đã cài đặt ở cổng MTP trước đó. Tiếp đó dưới đây là mẫu email. Chúng ta có thể thêm một cái nhấn vào đây để thêm intro vào đây để soạn email. Chúng ta có thể xóa các cái link bên cạnh này đi, những link liên quan này. Tại đây chúng ta có thể thay bằng logo của mình. Mọi người nên chọn ảnh có kích cỡ vừa vừa phải, bởi vì logo chọn ảnh quá to nó cũng sẽ gây to cho cả email. Đây, logo đây. Sau đó ở đây chúng ta đặt là tiêu đề email. À, đây là đặt ở đây là chỗ này, đây là nội dung của email này. Trong phần nội dung của email, chúng ta có thể chọn một cái đó là thay chữ bạn đây bằng tên của người nhận email. Thì ở đó chúng ta sẽ phải cấu hình một đoạn code, chúng ta sẽ phải cho một đoạn code nhỏ vào đây để cho nó nhận theo tên của mình. Ví dụ như gửi theo tên đầy đủ của họ, chúng ta có thể đặt là full name. Tên người gửi chúng ta có thể đặt là full name. Rồi, tiếp đó ở dưới sẽ là nội dung của email. Sau khi soạn email xong, đến bước phần cấu hình email gửi đi. Chúng ta sẽ có thể gửi theo chiến dịch một lần hoặc là gửi theo tự động. Thì ở đây chúng ta sẽ phải cài đặt nó. Chúng ta sẽ gửi tại tự động. Ví dụ như gửi sau 1 phút, người dùng đã đăng ký. Người dùng hủy đăng ký hoặc tại một chiến dịch cụ thể nào đấy. Thì với email đầu tiên, mọi người chỉ cần tạo một chiến dịch gửi theo ngày giờ, một ngày giờ nhất định. Phần trả lời tự động này, người dùng đăng ký nghĩa là chúng ta sẽ có một form để thu thập thông tin người dùng. Sau khi người dùng đã đăng ký vào form đấy thì email này sẽ tự động gửi đi. Trong video sau mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo một form để thu thập email người dùng và kết nối với hệ thống email tự động. Sau đó chúng ta sẽ chọn sẽ email này sẽ gửi trong danh sách nào và lưu lại. Rồi, vậy là email đầu tiên đã được tạo thành công. Nếu mọi người muốn gửi một chuỗi các email tự động thì chúng ta sẽ vào lại phần email, tạo sang phần tự động hóa. Tại phần tự động hóa này chúng ta đã thấy một chiến dịch đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một chiến dịch mới. Các bước tạo chiến dịch mới vẫn giống như tạo chiến dịch đầu tiên, đó là đặt tên của chiến dịch, rồi tiêu đề. Người gửi, rồi soạn nội dung email. Sau đó chúng ta sẽ cần quan tâm đến phần trả lời tự động. Chúng ta sẽ đặt setup thời gian cho nó. Và ở đây chúng ta sẽ không chọn là người dùng đăng ký nữa, mà chọn sẽ gửi theo một chiến dịch cụ thể. Chúng ta sẽ chọn có 3 cái cách chọn đây, đó là gửi được, đã được gửi đi, đã được mở hoặc đã được nhấp chuột. Tức là email thứ hai này sẽ được gửi đi. Chúng ta sẽ chọn chiến dịch bán hàng, nghĩa là email thứ hai này sẽ được gửi đi sau 1 giờ từ email chiến dịch bán hàng gửi đi trước, hoặc là sau khi chiến dịch trước đã được mở 1 giờ thì email này sẽ được gửi. Rồi tiếp đó chúng ta sẽ chọn vào danh sách và lưu lại. Tương tự như vậy, các chiến dịch ngày tiếp theo chúng ta cũng sẽ chọn như thế này. Và chúng ta chỉ thay đổi ở cái bước là đó là chọn chiến dịch. Ví dụ như chiến dịch ngày 3 thì ở đây chúng ta sẽ chọn chiến dịch ở đây là sẽ là gửi theo chiến dịch của ngày 1 hoặc ngày 2, ngày 3, ngày 4. Vậy là video này mình đã hướng dẫn xong mọi người cách cấu hình email marketing và tạo những chiến dịch email gửi với thời gian nhất định hoặc là theo cái yêu cầu tùy theo cài đặt của mọi người. Rồi trong video tới mình sẽ hướng dẫn mọi người
cách tạo form để thu thập email và kết nối form đó với email marketing. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này.